Xin chào tất cả các em. Thì tuần trước chúng ta đã xong một nội dung thứ hai của thất bại tính hiệu quả, đó là ngoại ứng. Thì trong nội dung đó chúng ta đã tiếp cận đến hai loại ngoại ứng là ngoại ứng tiêu cực và ngoại ứng tích cực. Và dù là ngoại ứng nào đi chăng nữa thì đều là thất bại thị trường vì sản lượng sẽ không trùng vào mức sản lượng tối ưu của xã hội mong muốn. Và khi đã xảy ra thất bại thị trường thì sẽ gây ra phần tổn thất. Chúng ta đã chỉ ra diện tích tổn thất và có những biện pháp mà chính phủ sử dụng cũng như giải pháp với tư nhân nhằm khắc phục hậu quả của ngoại ứng. Thì bài học của tuần ngày hôm nay chúng ta sẽ sang một nội dung nữa, nội dung số 3 của thất bại tính hiệu quả, đó là hàng hóa công cộng. Thì trước khi đi vào nội dung thì chúng ta nghe tên đã thấy rằng đây là những loại hàng hóa trong được dùng chung, hàng công cộng. Nếu chưa học chúng ta thường hiểu hàng hóa công cộng là những loại hàng dùng chung. Bây giờ chúng ta sẽ có cái nội dung những kiến thức căn bản về thế nào là hàng công cộng. Ở đây ta định nghĩa những loại hàng mà việc cá nhân này đang hưởng thụ lợi ích do hàng hóa đó tạo ra, sẽ không ngăn cản những người khác cùng đồng thời hưởng thụ lợi ích của nó. Hay khác là việc người này dùng thì người khác vẫn có thể dùng được. Nên chúng ta có thể hiểu hàng công cộng là hàng dùng chung. Thực ra thì xét về một khía cạnh nào đó thì điều đó cũng không có gì sai. Thì thông hai thuộc tính quan trọng của hàng công cộng. Một là không có tính cạnh tranh trong tiêu dùng. Và thứ hai là không có tính loại trừ trong tiêu dùng. Đây là hai cái thuộc tính đặc trưng cho hàng công cộng. Ở thuộc tính thứ nhất, khi có thêm người sử dụng thì sẽ không làm giảm lợi ích tiêu dùng của những người tiêu dùng hiện có. Ví dụ như đường xá. Đường xá thì con đường vắng thì thêm một hoặc hai xe đi lại thì cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta tham gia giao thông trên đường. Chúng ta không cần phải giảm tốc độ hay là chúng ta cũng không phải giảm lợi ích, không phải né tránh, chúng ta vẫn đi bình thường. Đấy là không có tính cạnh tranh tiêu dùng. Một khu vực không khí thoáng đạt, thêm một hai người đến tập thể dục hít thở không khí thì cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta cũng đang tập thể dục hay đang hít thở. Một phòng học cũng khá là thoáng đạt thì thêm một hai bạn nữa vào học thì cũng không ảnh hưởng việc học tập của chúng ta. Đó, thì đấy người ta gọi là không có tính cạnh tranh tiêu dùng. Người này thêm người này dùng thì chúng ta không bị phương hại về mặt lợi ích. Thế còn không có tính loại trừ trong tiêu dùng là như thế nào? Ở đây ta bảo rằng là không thể loại trừ hoặc rất tốn kém nếu muốn loại trừ. Loại trừ ai? Loại trừ cá nhân từ chối không chịu trả tiền cho việc tiêu dùng của mình. Tức là gì? Việc sử dụng hàng công cộng nếu như không có tính loại trừ, tức là chúng ta sẽ không mất tiền. Tại sao không mất tiền? Vì thứ nhất là không thể loại trừ rồi. Việc hít thở không khí thì không ai người ta đánh thuế hay thu phí cho việc hít thở không khí. Thế rất tốn kém là như thế nào? Việc để tiến hành thu được phí thì họ hay là chính phủ sẽ phải tốn rất nhiều nguồn lực cho việc xây dựng các trạm thu phí rồi người đến thu phí vân vân. Điển hình như là thu phí qua một con đường ở đó trong nội thành thì lượt xe đi lại rất là nhiều. Việc thu phí trở nên vô cùng khó khăn và phức tạp nếu muốn thực hiện, phải xây dựng rất nhiều trạm, biên chế nhiều người, nhiều nhân viên. Thì khi đó, để thu được nộp phí thì cái chi phí để chúng ta có thể xây dựng trạm thu phí và trả lương cho nhân viên thu phí sẽ đội lên rất là cao. Điều đó trở nên không khả thi. Đấy là phân tích theo thuật ngữ rất tốn kém như vậy. Thế là không thể loại trừ, chúng ta vẫn phân tích rồi. Một số những loại hàng hóa đặc thù thì việc chúng ta không thể là đến thu phí của họ, và muốn thu phí một số loại hàng hóa thì trở nên rất tốn kém do chúng ta phải phát sinh những chi phí giao dịch. Điều này nó sẽ làm cho tính phi hiệu quả. Vậy thông thường đây là hai cái đặc tính mà chúng ta thường xét cho hàng hóa công cộng. Bây giờ chúng ta mới xem phân loại như thế nào. Thứ nhất, hàng hóa cá nhân thuần túy. Những loại hàng cá nhân thuần túy là những loại hàng mà chúng ta thường xuyên sử dụng. Ví dụ như là quần áo, giày dép, nước, đồ ăn, thức uống,
Tất cả những thứ mà chúng ta sử dụng hàng ngày hầu hết đều là những loại hàng hóa cá nhân thuần túy, thì chúng ta để ý nó vừa có hai thuộc tính. Thứ nhất là nó có tính cạnh tranh, và thứ hai là nó có tính loại trừ. Và hai đặc tính này sẽ đi song hành và thực hiện đồng thời với nhau. Ví dụ như chúng ta khát nước thì chúng ta phải đi mua chai nước. Việc khi mà chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua chai nước thì đấy chính là chúng ta đã thực hiện tính loại trừ. Người nào không chịu trả tiền thì người đó sẽ không có chai nước. Nhưng khi chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua chai nước rồi, tức là chúng ta đã thực hiện tính loại trừ rồi, thì đồng thời cũng thực hiện luôn tính cạnh tranh. Và tính cạnh tranh ở đây nó là tuyệt đối hóa. Chai nước đó chúng ta bỏ tiền mua và nó là của chúng ta. Chúng ta sở hữu nó, chúng ta tiêu dùng nó là quyền của chúng ta. Người khác không có quyền sử dụng nó nữa. Đó, đấy, tức là tính cạnh tranh như thế. Thế còn người khác muốn sử dụng thì anh ta lại phải thực hiện tính loại trừ với sản phẩm khác, với chai nước khác. Đó, cũng phải bỏ tiền ra mua chai nước khác và đó hay là cũng thực hiện luôn tính cạnh tranh cao nhất, cạnh tranh tuyệt đối với những người khác muốn sử dụng. Vậy thông thường những loại hàng cá nhân thì tính sẽ có hai thuộc tính là vừa có tính loại trừ bỏ tiền ra thì mới có được hàng và thực hiện luôn tính cạnh tranh, chúng ta sử dụng thì người khác không được dùng nữa, người khác muốn dùng người khác lại phải thực hiện tính loại trừ với sản phẩm khác. Thế còn hàng công cộng thuần túy là loại hàng mà vừa không có tính loại trừ và vừa không có tính cạnh tranh. Thì để có thể tìm ra những loại hàng công cộng thuần túy thì thực ra rất là khó. Thông thường chỉ có những loại hàng hóa công cộng có một trong hai thuộc tính thôi, và đó chúng ta sang nội dung phân loại tiếp theo. Hàng mà có đầy đủ cả hai thuộc tính, vừa không có tính loại trừ, vừa không có tính cạnh tranh thì là hàng công cộng thuần túy. Điển hình, ví dụ như không khí trong lành. Thì rõ ràng hít thở không khí là không mất tiền, đấy được coi là không có tính loại trừ và không có tính cạnh tranh, bởi vì thêm một hay hai người nữa cùng đến hít thở thì không ảnh hưởng việc chúng ta cũng đang sử dụng nguồn không khí đó. Đấy là hàng công cộng thuần túy, không có tính cạnh tranh và không có tính loại trừ. Thế còn hàng công cộng không thuần túy thì phổ biến hơn, có một trong hai thuộc tính hoặc có cả hai nhưng một trong hai mờ nhạt, thì thông thường rơi vào trường hợp này. Nếu chúng ta xét hàng những loại hàng điển hình về hàng công cộng, ví dụ như đường xá, thì đường xá chúng ta xét nếu như trong thời kỳ cao điểm, nếu như trong thời kỳ cao điểm thì rõ ràng là thêm một hoặc hai lượt xe đi lại thì rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích chúng ta sẽ phải giảm tốc độ, thậm chí có thể va chạm. Rồi không khí cũng thế thôi, việc có thêm một hay hai người đến sử dụng, đến hít thở cũng ảnh hưởng đến việc chúng ta cũng hít thở ấy chứ, đâu phải không? Vì không khí bây giờ rất là đông và ô nhiễm. Vì vậy thêm một hay hai người đến bắt buộc chúng ta cũng bị giảm lợi ích. Hàng xóm của chúng ta xây dựng ngôi nhà cao hơn chúng ta, che mất khoảng không, lấy mất ánh sáng, cũng ảnh hưởng lợi ích chúng ta. Đấy chính là có tính cạnh tranh. Đơn giản không có tính loại trừ nhưng lại có tính cạnh tranh cao. Thế còn một số loại mặt hàng thì ngược lại lại vừa có tính loại trừ. Ví dụ như việc ngồi học trong lớp sẽ loại trừ tất cả những bạn sinh viên nào từ chối không chịu trả tiền cho việc học của mình. Nhưng khi mà chúng ta đã đóng tiền học rồi thì chúng ta được ngồi học ở đây, ngồi học một phòng học rộng hơn thì rõ ràng sẽ không có tính cạnh tranh. Chúng ta đừng hiểu tính cạnh tranh trong học tập, đây là tính cạnh tranh trong việc sử dụng dịch vụ học tập. Thế còn cạnh tranh trong học tập thì đương nhiên ai cũng có. Chúng ta phải vươn lên để chúng ta đạt được học bổng, đấy là cạnh tranh học tập. Thế còn cái mà chúng ta đang phân tích ở đây là việc là môi trường học tập, chúng ta không phải cạnh tranh với ai cả. Chúng ta vẫn được thoải mái tiếp cận, nghe giảng, sử dụng dịch vụ giáo dục như những người khác khi mà chúng ta đã thực hiện việc đóng tiền học phí. Rồi đi qua cầu thì chúng ta phải nộp lệ phí qua cầu. Thì thông thường khi nộp lệ phí qua cầu rồi thì sẽ có một bộ phận không nhỏ ngần ngại không chịu trả tiền cho việc đi qua cầu, thì họ sẽ đi bên dưới đúng không ạ, và chúng ta qua cầu vẫn cảm giác rất là thoáng đạt. Thế còn đi đường cao tốc thì chúng ta cũng thực hiện tính loại trừ đó, chúng ta phải nộp phí đường, thì đương nhiên sẽ có một bộ phận xe vẫn đi theo đường cũ và chúng ta sẽ không phải cạnh tranh quá gay gắt. Đó. Thế đấy chính là những ví dụ về hàng công cộng không thuần túy. Sẽ có thể là chúng ta mất phí nhưng chúng ta sẽ giảm đi tính cạnh tranh rất nhiều, hoặc nếu như chúng ta không mất phí thì thông thường tính cạnh tranh lại rất cao. Cho nên việc tìm ra một loại hàng công cộng thuần túy trong thời điểm hiện tại thì
thực sự có cái điều gì đó rất là khó. Vì người ta sẽ không thu phí ở dưới hình thức này, thì người ta sẽ thu phí hình thức khác, vân vân. Trong hàng hóa cộng không thuần túy chia ra thành hai loại. Như phân tích ban đầu, nó có thể loại trừ bằng giá, tức là có thể thực hiện tính loại trừ thì thông thường sẽ ít cạnh tranh hơn. Ví dụ như là chúng ta tham gia qua đường cao tốc hoặc là phí qua cầu. Cái loại số 2, đối với loại hàng công cộng có thể tắc nghẽn thì thông thường sẽ chúng ta sẽ không mất phí. Không mất phí thì người nào cũng muốn dùng, và không muốn dùng thì nhiều người dùng và gây ra tắc nghẽn, tức là sẽ xảy ra tình trạng có tính cạnh tranh. Đấy là phần loại. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ xuất hiện bốn cái khái niệm: cung cấp công cộng cung cấp và cung cấp tư nhân cung cấp. Thì để phân biệt bốn khái niệm này như thế nào, chúng ta sẽ nhìn và chú ý như sau. Hai thuật ngữ phía bên tay trái, công cộng cung cấp, rồi cung cấp công cộng hay cung cấp tư nhân, đây là hình thức cung cấp. Nếu hình thức cung cấp là cung cấp công cộng thì tức là chúng ta hiểu nôm na là miễn phí. Cung cấp tư nhân tức là cung cấp theo cơ chế thị trường, thường sẽ mất phí. Đây, hai thuật ngữ phía bên tay trái sẽ là hình thức cung cấp. Thế còn hai thuật ngữ phía bên tay phải, hai thuật ngữ phía bên tay phải sẽ là chủ thể, ai là người cung cấp. Thế là công cộng cung cấp cũng hiểu là khu vực chính phủ sẽ cung cấp, bên tư nhân cung cấp là doanh nghiệp sẽ cung cấp. À, hai thuật ngữ phía bên tay phải là chủ thể, còn hai thuật ngữ phía bên tay trái, hai thuật ngữ phía bên tay trái sẽ là hình thức. Chúng ta đi vào nội dung tiếp theo là việc cung cấp những loại hàng như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào nội dung nhất là cung cấp hàng công cộng thuần túy trước. Tức là việc cung cấp những loại hàng hóa mà vừa không có tính cạnh tranh, vừa không có tính loại trừ thì như thế nào. Thì trước khi đi vào hàng công cộng thuần túy, chúng ta đi qua về nội dung về hàng hóa cá nhân. Thì tức là cái này giống hệt như phần vi mô chúng ta đã từng học ở trong kỳ thứ nhất. Thì hàng cá nhân là những loại hàng mà người này dùng, người này tiêu dùng, người kia tiêu dùng, thì họ sẽ phải mua với mức giá tương tự nhau. Về lượng của thị trường sẽ là tổng lượng tiêu dùng của tất cả các thành viên cộng hòa trong xã hội. Cho nên chúng ta sẽ có quy thị trường bằng tổng của các cá nhân, QA cộng QB. Thế còn giá của thị trường thì là giá chung rồi. Vậy suy ra đường cầu của thị trường sẽ là đường cầu tổng hợp theo trục hoành, tức là tổng hợp theo chiều lượng. Đây, chúng ta nhìn đồ thị đây. Đường cầu DA, đường cầu DB thì tổng hợp với nhau ra đường cầu thị trường và đường cầu DX. Kết hợp với đường cung của thị trường thì chúng ta sẽ ra được điểm E và tạo ra được mức sản lượng giao dịch trên thị trường là QX và mức giá cân bằng là P. Đây là hoàn toàn là lý thuyết ở trong vi mô thôi. Bây giờ, so sánh giữa việc hàng hóa cá nhân thì khác gì so với hàng hóa công cộng thuần túy? Thì đây, đây chính là hàng hóa cộng thuần túy đây. Về cơ bản thì lượng hàng hóa công cộng thuần túy sẽ được cung cấp với một số lượng có sẵn. Ví dụ như sau. Đường thì nó có tiết diện mặt đường rồi, đường 9 m hay 15 m hay 30 m, đó chính là lượng hàng hóa công cộng đã được fix sẵn, cố định sẵn. Rồi phòng học trong lớp cũng tối đa được thiết kế cho một khối lượng sinh viên nhất định, tức là có sẵn rồi. Rồi bắn pháo hoa thì cũng có thời lượng cố định của nó 15 phút thôi. Thì đấy, với cái QX là cái quy có sẵn và cố định cho tất cả mọi người sử dụng. Thế còn việc huy động nguồn của cải đóng góp thì được từ mức đóng góp chung của tất cả các thành viên cộng vào để có được tiền để thực hiện việc sản xuất khối lượng hàng công cộng đó. Cho nên chúng ta nhìn vào phần này thì cái lượng của tất cả mọi người sử dụng sẽ bằng nhau. Anh ngắm pháo hoa thì cũng như tôi ngắm pháo hoa, đều ngắm trong 15 phút thôi. Vì đây là cái thời lượng bắn của nhà chức trách Hải Phòng, chính quyền Hải Phòng. Thế còn về mặt lợi ích thì nó được tổng hợp từ tất cả các thành viên trong xã hội. Hay khác, đường cầu đây là đường cầu tổng hợp theo chiều dọc. À, đường cầu tổng hợp theo chiều dọc. Nó khác với hàng cá nhân là cộng theo chiều, chiều ngang. Thì ở trong phần này, khi mà đường cung của thị trường cắt đường cầu thị trường tại điểm F tạo ra mức sản lượng quy sao, thì chúng ta để ý rằng là cái mức mà mỗi người chấp nhận đóng góp nó sẽ phụ thuộc vào lợi ích cận biên mà mỗi người nhận được.
Thì đây chúng ta hiểu như thế nào? Ví dụ như sau. Ở đây thì đường cầu thể hiện đường là x biên mà mỗi cá nhân nhận được. Khi mà hỏi về 15 phút bắn pháo hoa với một cá nhân sinh viên A chẳng hạn, thì người ta có thể trả lời là anh thấy năm nay chính quyền Hải Phòng pháo hoa bắn thế nào? Sinh viên A sẽ trả lời tôi nhận thấy là pháo hoa bắn thì cũng được, tuy nhiên thì nhạc và pháo không được khớp lắm. Tôi thì tôi nguyện đóng góp 10.000 đó, tôi nguyện đóng góp 10.000 tương xứng với lợi ích mà tôi nhận được để chính quyền Hải Phòng bắn pháo hoa và có kinh phí bắn pháo hoa. Thế còn hỏi cá nhân B, đường cầu cá nhân B này chúng ta thấy rằng cao hơn so với đường cầu cá nhân A, vậy có nghĩa là lợi ích cận biên mà cá nhân B nhận được sẽ lớn hơn. Hỏi thế cá nhân B nhận thấy pháo hoa năm nay bắn thế nào, và thấy rằng là tôi thấy pháo hoa năm nay bắn rất là đẹp. Người yêu tôi bảo rằng là pháo hoa năm nay đẹp đấy anh ạ, tôi nguyện đóng góp 20.000 để vào kinh phí bắn. Vậy rõ ràng là việc mỗi cá nhân họ sẵn sàng đóng góp tương xứng với lợi ích biên mà họ nhận được thì chính quyền Hải Phòng sẽ thu được 30.000 để tổ chức bắn pháo hoa. Thì đấy chính là nguyên tắc của việc cung cấp hàng hóa công cộng thuần túy, tức là người ta sẽ dựa vào đúng lợi ích biên mà họ nhận được và họ sẽ tự nguyện đóng góp phần phí tương xứng với lợi ích mà họ nhận được. Vậy cái nguyên tắc để cung cấp hàng công cộng thuần túy dựa trên nguyên tắc tự nguyện đó, nguyên tắc tự nguyện là nguyên tắc vô quan trọng. Tuy nhiên trên thực tế thì người ta không áp dụng được phương pháp này, bởi vì là không ai có thể tổ chức cá nhân đi phỏng vấn cũng như thu tiền từ lợi ích biên mà họ nhận được. Vậy cách thông thường đây người ta sẽ thu đồng loạt hết, như nhau hết, mức phí sẽ bằng nhau đó, không ai sử dụng được cách này trên thực tế được. Và sẽ xuất hiện một vấn đề, đó là vấn đề về kén không. Người ta sẽ tìm cách hưởng thụ lợi ích nhưng sẽ không đóng góp đồng nào cho chi phí sản xuất và cung cấp hàng công cộng. Trên thực tế chúng ta thấy rằng rất nhiều. Ví dụ như việc nợ thuế, không đóng thuế, không đóng khoản phí ở địa phương, đấy cũng là một hình thức kén không. Chúng ta có tham gia lớp học, chúng ta không đóng tiền quỹ lớp, đấy cũng chính là kẻ ăn không. Vì anh cũng được ngồi trong lớp, cũng được hưởng những lợi ích mà môi trường lớp học mang lại. Vậy bắt buộc anh phải đóng tiền tiền ở quỹ lớp, anh không đóng, anh được coi là kẻ ăn không. Rồi thực tế diễn ra là việc thu tiền rác thì lẽ ra bốn người, gia đình có bốn người, mức phí cho một cá nhân là 5 người tiền rác, thì mỗi tháng hộ gia đình đó phải đóng 20.000. Nhưng khi mà nhân viên đi vệ sinh đến thu tiền lệ phí rác thì lại bảo rằng là tôi ngồi bán hàng ở chợ, tôi thường mang rác đến chợ tôi đóng và tôi đóng lệ phí chợ rồi, cho nên tôi không phải đóng tiền lệ phí rác. Nhưng mỗi tối thì họ lại cầm túi rác để ra cái chỗ tập kết rác ở đầu ngõ, vân vân. Vậy đấy chính là kẻ ăn không. Anh sử dụng dịch vụ vệ sinh công cộng nhưng anh lại không chịu đóng phí với những lý do như vậy, thì đấy chính là kẻ ăn không. Đó. Vậy là chúng ta có thể hiểu là kẻ ăn không thì một là không chịu đóng góp một đồng nào, hai nữa là đóng nhưng không tương xứng với lợi ích họ nhận được, tức là họ có thể đóng ít đi. Ví dụ bảo rằng là thôi thì có những hôm thì tôi mang rác từ chợ đến chợ tôi để, có những hôm tôi để ở đây, thôi thì tôi sẽ đóng một nửa, 10.000 thôi. Thì đấy cũng là một hình thức kẻ ăn không. Anh đóng nhưng anh không tương xứng với lợi ích anh nhận được, thì đó cũng chính là hình thức kẻ ăn không. Chứ chúng ta đừng hiểu mỗi phần là không chịu đóng góp đồng nào, tức là anh ta không đóng luôn, tức là anh ta có thể đóng nhưng có chỉ đóng không không tương xứng với lợi ích họ nhận được. Sang phần tiếp theo là việc cung cấp những loại hàng hóa công cộng không thuần túy. Đi loại thứ nhất là loại có thể loại trừ bằng giá. Đây, loại có thể loại trừ bằng giá thì đặc thù như sau. Đường cầu ở đây chúng ta để ý là khi mà cái lượng cầu tối đa, cái lượng tiêu dùng tối đa nó chưa vượt qua điểm QC. QC là cái gì? Đó là điểm tắc nghẽn, hay nói khác đó là mức công suất thiết kế. Ở đây người ta lấy ví dụ là có nên thu phí qua cầu hay không, thì QC nó chính là điểm tắc nghẽn của cái cầu đó, cái công suất thiết kế của cái cầu đó.
Và cái cầu nó có đặc thù là khi để cho người dân tiêu dùng tối đa thì cái mức tiêu dùng tối đa vẫn chưa vượt quá QC. Thì chúng ta hiểu phần này ý là như thế nào. Khi không vượt quá điểm tắc nghẽn, tức là nó vẫn nằm trong cái phạm vi tiêu chuẩn kỹ thuật của nó, thì cây cầu sẽ không hề phát sinh bất kỳ chi phí gì thêm, không phải chịu những áp lực gì thêm, bởi vì vẫn đang sử dụng trong tiêu chuẩn cho phép. Mặt nền, mặt đường không chịu thêm áp lực, không có bất kỳ những phương hại gì đến lan can, đến giải phân cách vân vân, thì tức là không phát sinh thêm chi phí khi mà có một lượt xe tham gia giao thông thêm. Vậy chi phí biên để cung cấp thêm một lượt xe đi lại vẫn chỉ bằng không thôi. Đang xác định rõ là chi phí biên trong việc trường hợp này là cung cấp thêm một lượt xe đi lại vẫn chỉ bằng không, tức là MC của chúng ta là từ ô QC. Đây chính là đoạn MC khi mà số lượng xe lưu thông chưa vượt qua điểm tắc nghẽn. Thế còn khi mà vượt qua điểm tắc nghẽn rồi, giả sử Q mà vượt lên qua QC thì tức là việc sử dụng con đường cầu đã quá tải, nó sẽ gây ra những áp lực nhất định lên mặt đường, mặt nền, và xuất hiện bắt đầu những ổ trâu, ổ gà, ổ chó, bắt buộc chúng ta phải duy trì, duy tu bảo dưỡng cây cầu. Rồi những phương hại để giảm phân cách chúng ta cũng phải mất chi phí duy tu bảo dưỡng. Hay khác là việc chúng ta phải bổ sung thêm một lượt xe đi lại thì bắt buộc chúng ta phải mất thêm chi phí duy tu bảo dưỡng. Lúc này MC sẽ dốc lên, nhưng mà dốc lên từ mức QC chứ không phải dốc lên từ đoạn ô. Vậy ta hiểu là nôm na như sau: khi việc sử dụng vẫn nằm trong tiêu chuẩn cho phép của cây cầu thì chi phí biên cho việc cung cấp một lượt xe đi lại vẫn bằng không. Thế khi mà vượt qua công suất thiết kế, bắt đầu phát sinh thêm chi phí thì MC sẽ vọt lên trên, sẽ không còn bằng không nữa. Vậy ở trường hợp này, cái lượng tiêu dùng tối ưu của xã hội nó chính là giao điểm của MB và MC. Đây là điều kiện chúng ta đã học rồi. MB bằng MC là điều kiện tiêu dùng tối ưu. Đường cầu nó chính là đường thể hiện lợi ích biên. Đường OQC là đường chi phí biên. Vậy cắt nhau tại điểm QM. QM vừa là sản lượng tối ưu, lưu lượng giao thông tối ưu, tối đa, mà cũng vừa là lưu lượng giao thông tối ưu luôn. Đó. Vậy đến đây thì chúng ta có thể hiểu rằng là trong trường hợp mà hàng hóa công cộng có thể loại trừ bằng giá và chưa vượt qua điểm tắc nghẽn thì tốt nhất chúng ta không nên thu phí. Đây, kết luận này. Loại trừ bằng giá nhưng MC bằng 0. Cái cụm từ như bằng MC bằng 0 chúng ta hiểu rằng là nó chưa vượt qua điểm tắc nghẽn thì chấp nhận cung cấp miễn phí, không nên thu phí. Thế ngược lại, trong trường hợp mà hàng công cộng bị tắc nghẽn thì điều gì xảy ra? Thì trong trường hợp hàng công cộng mà có thể lại tắc nghẽn như thế này thì rõ ràng là việc loại trừ là điều chắc chắn. Chắc chắn chúng ta sẽ nên loại trừ bớt ra. Tuy nhiên việc loại trừ nó sẽ phát sinh thêm bất kỳ thêm nhiều loại chi phí khác. Chi phí liên quan với xây dựng trạm thu phí, rồi chi phí liên quan đến trả lương nhân viên thu phí. Điều này nó sẽ đội cái giá thành lên. Đây người ta có cụm từ nếu chi phí thực hiện việc loại trừ mà quá lớn thì nhiều khi chúng ta vẫn phải chấp nhận cung cấp công cộng những loại hàng này. Thì để hiểu rõ hơn về cái quan điểm trong việc cung cấp những loại hàng công cộng bị tắc nghẽn thì ta nhìn đồ thị sau. Ở đây thì người hàng này là hàng tắc nghẽn, cho nên cái lượng tiêu dùng tối đa QM nó sẽ lớn hơn cái mức công suất thiết kế của cây cầu. Và khi đã lớn hơn như thế thì cái chi phí biên cho việc một lượt xe đi lại sẽ không còn bằng không nữa. Vậy MC của chúng ta là đường gấp khúc ô QC và đường đi lên. Vậy điểm tiêu dùng tối ưu của xã hội là điểm nào? Nó chính là giao điểm của hai đường MB với MC và cắt nhau tại điểm E. Tại E chúng ta xác định được ra mức phí thu tối ưu là P sao và lượng lưu thông qua cầu tối ưu là Q sao. Có nghĩa chúng ta chấp nhận thu một lượng nhất định. Chúng ta chấp nhận thu một lượng phí nhất định để cho duy tu bảo dưỡng cây cầu. Và lúc này cái lượng xe giao thông đi lại, lượng xe lưu thông, phương tiện lưu thông qua lại chỉ là Q sao thôi chứ không phải QM. Đấy là về mặt lý thuyết, lý tưởng chúng ta làm như vậy. Tuy nhiên trên thực tế, khi mà tiến hành tổ chức muốn thu phí P sao thì bắt buộc chúng ta phải phát sinh các cái chi phí giao dịch, tức là xây dựng trạm thu phí, biên chế nhân viên thu phí, khiến cho cái mức phí thu phát sinh thêm một lượng là P sao P1, tức là lượng chi phí giao dịch ở đây, khiến chúng ta bắt buộc phải thu một lượng là P1 lớn hơn rất nhiều so với P sao. Thì khi thu phí P1 cao như thế, nó sẽ khiến nhiều người tiêu dùng ngần ngại không chịu qua cầu nữa. Đây,
và lượng tiêu dùng chỉ là quy mô thôi. Quy mô thấp hơn so với quy sao. Vậy rõ ràng trong trường hợp loại trừ chúng ta phát sinh chi giao dịch sẽ xuất hiện hiện tượng có thể là thất bại thị trường. Và tổn thất là phần biên giữa hai mức sản lượng kẹp giữa MB và MC, đó là diện tích của hình tứ giác gạch chéo ở đây. B, E, Q, C, Q1. Vậy trong trường hợp thu phí thì chúng ta chấp nhận tổn thất. Vậy nếu chúng ta không thu phí thì điều gì xảy ra? Khi không thu phí tức là P bằng 0 thì người ta sẽ tiêu dùng tối đa tại mức QM. QM lớn hơn Q sao cũng gây ra thất bại thị trường. Đó, chính vì thế người ta gọi cung cấp hàng công cộng là một dạng thất bại. Vì dù rằng anh thu phí hay anh không thu phí thì đều xảy ra tình trạng tổn thất. Và diện tích tổn thất sẽ là ECQM cũng biên giữa hai đường MB với MC, biên giữa hai mức sản lượng và kẹp giữa MB và MC sẽ được diện tích của tam giác phía bên tay phải ta nhìn thấy. Vậy rõ ràng trong trường hợp thu phí anh tổn thất diện tích hình tứ giác bên trái, không thu phí thì anh tổn thất hình tam giác bên phải. Nó giống như kiểu chúng ta kinh doanh, chúng ta đóng cửa không sản xuất chúng ta sẽ lỗ, cũng lỗ mà chúng ta sản xuất chúng ta cũng lỗ. Vậy hỏi rằng nên sản xuất hay không nên sản xuất? Thì cái bài toán này chúng ta đã học ở trong vi mô khi mức giá P nó nằm giữa AVC và nhỏ hơn ATC thì liệu rằng có nên sản xuất hay không? Thì đấy cũng thế thôi. Cái trường hợp nào lỗ ít hơn, tổn thất ít hơn thì ta chọn. Tức là đến đây chúng ta sẽ so sánh diện tích của hai hình này. Nếu như tổn thất do có thu phí mà lớn hơn, tổn thất do có thu phí mà lớn hơn thì chúng ta sẽ chấp nhận không thu phí. Thế còn tổn thất do không thu phí mà lớn hơn thì chúng ta phải thu phí. Đó. Thì đây chính là cái tư tưởng chung của việc là cung cấp những loại hàng công cộng mà bị tắc nghẽn thì chúng ta phải so sánh diện tích của hai phần tổn thất này. Thì tính diện tích nó thì chúng ta cũng tính như diện tích hình học thông thường thôi. Sang nội dung phần thứ ba là cung cấp công cộng những loại hàng cá nhân. Thì cái mục này của chúng ta thấy rằng là hoàn toàn khác. Ở đây là chính phủ sẽ chấp nhận. Thì ở nội dung phần này nghĩa là như nào? Một số những loại hàng cá nhân, ví dụ như là chai nước, mì tôm, quần áo, giày dép có thể được cung cấp dưới hình thức miễn phí. Đây là chính là nội dung của phần này sẽ khác so với những phần trên. Phần trên là chúng ta sẽ nghiên cứu việc cung cấp hai loại hàng hóa công cộng thuần túy, công cộng không thuần túy. Trong đó thuần không thuần túy thì có loại loại trừ bằng giá và loại có thể tắc nghẽn. Thế sau phần này là chúng ta sẽ nghiên cứu riêng ra khi nào hàng cá nhân sẽ được cung cấp miễn phí. Thì ở đây có ba cái trường hợp sẽ được cung cấp miễn phí. Một là nhằm mục đích đảm bảo phân phối công bằng, nghĩa là như nào, nghĩa là trong trường hợp mà người nghèo họ sẽ được nhận trợ cấp, người nghèo họ sẽ được nhận trợ cấp để nhằm được đảm bảo công bằng hơn. Mục đích từ thiện trong trường hợp mà dịch bệnh rồi bão lụt thiên tai thì sẽ được nhận viện trợ. Và cái số 3 là cái liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Khi chi phí của việc cung cấp tư nhân lớn hơn so với chi phí của việc cung cấp công cộng. Thì đến đây chúng ta sẽ cắt nghĩa như thế nào? Ở đây hàng của chúng ta là hàng cá nhân. Ví dụ như thịt hoặc là cá, đấy chính là hàng cá nhân. Vậy nó khác gì so với đường? Đường xây dựng xong thì người này sử dụng thêm thì có thể không phát sinh thêm chi phí. Nhưng để cung cấp thêm một người ăn thịt hoặc là thêm một đơn vị một người sử dụng cá thì anh phải mất thêm chi phí. Cho nên cái đường MC của chúng ta không bao giờ bằng không được. Đây, và trong trường hợp này là đường MC của chúng ta bằng với mức giá P0. Đây là đường cầu của thị trường và lẽ ra chúng ta sẽ cung cấp một lượng là Q0 và sẽ phải thu mức phí nhất định là P0 để bù đắp cho chi phí sản xuất ra hàng hóa cá nhân đó. Ví dụ như chúng ta sẽ phải thu mức phí là 9.000 đồng một lạng. 9 đồng một lạng thì người ta sẽ tiêu dùng tại mức Q0. Nhưng
khi mà chúng ta muốn thu 9.000 đồng một lạng thịt lợn thì sẽ phải phát sinh thêm việc xây dựng ki-ốt, biên chế thêm nhân viên bán hàng. Vậy đây chính là phát sinh thêm chi phí giao dịch, nó đội cái mức giá lên tận 13, 14, 15, 16 hoặc thậm chí 17.000 đồng một lạng, và nó khiến người tiêu dùng chỉ tiêu dùng mức dạng quy mô thôi. Đó. Vậy việc phát sinh thêm chi phí giao dịch nó sẽ gây tổn thất là diện tích màu tím đây. Thế khi mà không thu phí thì sao? Tức là chúng ta chỉ cần việc làm dạng cho cần tem phiếu, chúng ta đổi lấy thịt, chúng ta không mất tiền, thì người ta sẽ tiêu dùng hết công suất, tức là tiêu dùng tận mức sản lượng QM. QM lớn Q0 và gây ra tổn thất là diện tích màu màu xanh lam đây. Đó. Vậy là trong trường hợp mà cung cấp những loại hàng cá nhân, việc thu phí gây tổn thất màu tím và việc không thu phí gây tổn thất màu xanh. Người ta chấp nhận trong trường hợp đây là không thu phí khi mà tổn thất phần màu tím sẽ lớn hơn. Khi tổn thất màu tím lớn hơn thì bắt buộc chúng ta sẽ phải. Đó. Vậy là khi diện tích màu tím lớn hơn diện tích màu xanh thì bắt buộc chính phủ sẽ phải cung cấp miễn phí những loại hàng hóa cá nhân này. Khi đó hàng cá nhân sẽ cung cấp công cộng. Vậy đây là ba cái trường hợp để chúng ta có thể cung cấp hàng cá nhân dưới hình thức miễn phí. Về cái hình thức thi môn này đó là thi trắc nghiệm, cho nên yêu cầu tối thiểu là chúng ta phải hiểu về kết cấu bài cũng như là tiêu đề. Sau đó thì yêu cầu cao hơn để chúng ta đạt điểm cao, điểm 9, điểm 10 thì chúng ta sẽ hiểu bản chất sau. Nhưng điều cơ bản chúng ta phải thuộc đề mục. Và trong trường hợp này người ta sẽ có ba trường hợp để chúng ta cung cấp hàng cá nhân dưới hình thức miễn phí. Vậy có một cái vấn đề ở đây là khi mà cung cấp công cộng những loại hàng cá nhân thì sẽ xuất hiện hiện tượng tiêu dùng quá mức. Đây, người ta sẽ có thể tiêu dùng rất nhiều thịt, thì người ta có thể đem luộc, đem rán, đem kho, thậm chí đem làm ruốc, tiêu dùng quá mức như thế thì bắt buộc chính phủ sẽ phải có cái biện pháp, chính phủ sẽ phải có biện pháp đề ra để khắc phục hiện tượng này. Thì thông thường có hai cách. Cách thứ nhất là sử dụng phương pháp định suất đồng đều. Ở trong trường hợp định suất đồng đều tức là như nào? Người ta sẽ xác định ra cái sản lượng chung của toàn thị trường tiêu thụ quy sao bằng cách cộng theo chiều ngang. Đây là hàng cá nhân mà, chúng ta sẽ cộng đường cầu theo chiều ngang. Và sau đó có hai hộ gia đình gì họ sẽ tiêu dùng một lượng là quy sao trên 2. À, vậy rõ ràng trường hợp này thì chúng ta sẽ thấy rằng là tổng lượng tiêu dùng của cả thị trường sẽ là quy sao bằng với lượng tiêu dùng mà xã hội mong muốn. Tuy nhiên, do các hộ gia đình họ có cái điều kiện, có nhu cầu, có quy mô không giống nhau, cho nên là việc bắt họ phải tiêu dùng có mức y hệt nhau thì sẽ xảy ra hiện tượng là có gia đình thì thừa định mức, có gia đình thì thiếu định mức. Điều này đã gây ra tổn thất, và tổn thất lúc này sẽ là tổng diện tích của cả hai gia đình cộng vào là màu đỏ cộng màu vàng đây. Đó. Vậy sẽ phát sinh một cái hiện tượng thực tế, đó chính là người có thừa định mức thì họ sẽ phải bán lại cho người thiếu định mức để kiếm lời. Và đó chính là hạn chế của phương pháp này. Gây ra tổn thất là diện tích của cả hai màu và xuất hiện thị trường chợ đen khi mà người có thừa định mức sẽ bán lại cho người thiếu định mức. Thế giải pháp khác mà chính phủ sử dụng đó chính là xếp hàng. Thì việc xếp hàng là gì? Chúng ta sẽ áp đặt nguyên tắc là sử dụng cái thời gian sẵn sàng đứng trên xếp chờ đợi để quy định, để ước lượng ra cái mức độ nhu cầu của anh ta. Tức là anh càng sẵn sàng xếp hàng từ sớm thì chứng tỏ nhu cầu của anh càng cao. Thì điều này thực ra nó sẽ có rất nhiều hạn chế, bởi vì là việc chúng ta xếp hàng nó gây ra thời gian lãng phí, và thứ hai là nó sẽ hình thành một thị trường chợ đen, đó là một đối tượng số 3. Khi mà anh nhu cầu của anh không có, nhưng do giả sử như anh không có việc, anh về hưu thì anh thời gian rất là nhiều, anh rất sợ anh đi xếp hàng, và anh xếp hàng rồi thì anh có hàng và anh lại bán lại cho những người không có thời gian xếp nhưng lại có nhu cầu, và đó lại trở thành có phí. Đấy chính là cái thị trường chợ đen trong trường hợp xếp hàng. Vậy hai giải pháp này về cơ bản đều có những nhược điểm nhất định. Đó. Nhiều bạn sẽ nhầm mặc định rằng là định suất đồng đều là biện pháp rất hiệu quả vì rằng là nó triệt tiêu được toàn bộ cái phần tiêu dùng quá mức, nhưng thực ra không phải. Nó vẫn gây ra tổn thất. Đây,
nhớ vẫn gây tổn thất do có gia đình thừa, gia đình thiếu định mức. Thì đấy cũng chính là một nội dung trong câu hỏi trắc nghiệm. Thế còn là phần cuối cùng ngày hôm nay, đó là phần nội dung giữa việc là khi nào thì có sự cân bằng, tức là khi nào chúng ta sẽ lựa chọn việc hàng cá nhân được cung cấp miễn phí hay là chúng ta sẵn sàng mất tiền để tiêu dùng nó. Đây là nội dung của chúng ta sẽ là cung cấp sự cân bằng giữa việc cung cấp công cộng, tức là miễn phí, hay là chịu mất phí đối với những loại hàng cá nhân. Thì nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố về mặt công nghệ. Khi công nghệ cao thì việc thu phí trở nên rất là đơn giản, không cần phải xây dựng trạm thu phí, cũng không cần biên chế nhân viên thu phí. Chúng ta chỉ cần có máy giám sát hành trình, có hệ thống tài khoản đồng bộ với tin nhắn hoặc là với chủ phương tiện, thì lập tức là khi anh đi qua cầu thì chip quan sát sẽ tự động nhận diện ra xe, họ dò ra chủ xe, tự động dò sang chủ tài khoản và chuyển khoản thu tiền lập tức và báo tin nhắn lại chúng ta đã bị thu một lượng phí qua cầu. Đó. Vậy trong trường hợp mà công nghệ cao như vậy, nó sẽ cho phép giảm đi rất nhiều chi phí giao dịch. Hay nói cách khác là sẽ tiến hành thu phí được mà không phát sinh bất kỳ khoản thất bại nào. Đó. Đây chính là nội dung của việc yếu tố công nghệ, nó sẽ quyết định xem là chúng ta sẽ mất phí hay không mất phí. Dẫn điện cũng thế. Việc thu tiền điện bây giờ chỉ đơn giản là chúng ta chuyển khoản, không cần phải mất nhân viên đến từng nhà, gõ cửa từng nhà để thu tiền điện nữa ạ. Đó. Vậy đó chính là đã giảm đi rất nhiều chi phí giao dịch. Việc sử dụng bất kỳ dịch vụ gì bây giờ cũng sẽ rất dễ dàng bị mất tiền. Chúng ta chỉ việc là bị trừ qua hệ thống ngân hàng, thế là xong. Vậy là nó cho phép chúng ta có thể đối với chính phủ, nó sẽ cho phép họ có thể thu phí bất kỳ dịch vụ hàng hóa dịch vụ công cộng nào, hoặc thậm chí tiêu dùng hàng cá nhân nào cũng sẽ mất tiền. Yếu tố số 2 là yếu tố về mặt thu nhập. Thì thông thường khi anh có thu nhập cao rồi thì anh muốn tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng hơn. Anh ta chấp nhận mất tiền để anh ta có được những mặt hàng chất lượng. Ví dụ chúng ta không muốn xem phim truyền hình vì cho rằng là chất lượng thấp, nội dung không hay vân vân, chúng ta sẵn sàng chúng ta bỏ tiền để chúng ta trải nghiệm ở những cái rạp chiếu phim 3D, 4D, thậm chí ghế rung vân vân các kiểu để được tận hưởng sản phẩm chất lượng. Đó. Thì đấy do chúng ta có thu nhập cao nên hình thành cái nhu cầu cao hơn hẳn. Chúng ta bắt buộc phải chấp nhận trả tiền để chúng ta có được những loại hàng có chất lượng hơn. Và yếu tố cuối cùng là yếu tố mà sở thích, tức là nhiều khi chúng ta lại muốn quây quần bên gia đình để xem bộ phim chẳng hạn Về Nhà Đi Con, cảm giác phong gì nó ấm áp, nó khác hẳn so với việc chúng ta ra rạp. Thì đấy chính là yếu tố mà sở thích thôi. Hay là khác là việc sắp xếp ba cái nguyên nhân này theo một trình tự nhất định, nó có ý nghĩa riêng của nó. Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến việc cung cấp công cộng hay là công tư nhân, đó là công nghệ. Yếu tố số 2 kém quan trọng hơn là thu nhập, và yếu tố thứ ba xếp cuối cùng tức là ít ảnh hưởng, đó mà sở thích. Thì qua bài học ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một cái dạng bài tập liên quan tới hàng công cộng. Chúng ta quan sát. Và đây, bài của chúng ta đây. Bài tập số 7. Đó, bài số 7. Đây là bài tập mà điển hình của hàng hóa công cộng. Thì yêu cầu chúng ta sẽ phải về nhà chúng ta làm. Để bài đây chúng ta có thể chụp lại màn hình hoặc là chép lại ra vở. Rồi, thì bài học hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc. Qua nội dung của bài học hôm nay, chúng ta cần phân biệt rõ thế nào là hàng công cộng, các cách phân loại hàng công cộng, hàng cá nhân, thuần túy, không thuần túy. Việc cung cấp các loại hàng nó như thế nào? Chúng ta có các trường hợp cung cấp hàng công thuần túy, các trường hợp liên quan đến cung cấp hàng công cộng không thuần túy như là hàng có thể tắc nghẽn, hàng có thể loại trừ, và một trường hợp nữa là cung cấp miễn phí những loại hàng cá nhân. Đó. Rồi, và đây là bài tập để củng cố. Thì xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.